Câu số 5 con muốn hỏi sư rằng tổng sống thế nào để ít gây oan trái với chúng sanh Dù có những chúng sanh mình không thích và không hoan nghĩ với họ Mình có tâm ác với họ nhưng thân khẩu mình không tạo ác với họ Thì họ không biết mình ghét họ Vậy mình có ghét oan trái với họ khi tâm mình khởi cái ghét không thích họ không khi mà mình có cái lòng nghĩ bất thiện về một người nào đó là mình đã có oan trái với người ta rồi. nha. Và mình cũng sẽ gieo cái nhân cái duyên để mình tiếp tục mình gặp cái con người đó nữa. Mà nếu như trong những kiếp mà mình không biết Phật pháp đó thì nó giống như cái quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. nha. Uh, thành thử tại sao sư nói với quý vị hoài nó hoài mà vẫn có người họ không có hiểu được không biết sao nó lại sống trong tâm từ thực hành từ tâm bởi vì khi chúng ta thực hành từ tâm á, chúng ta sẽ bớt đi rất là nhiều những kẻ thù ở trong tương ương bộ kinh đức thế tôn nói rằng đối với cái người giữ gìn chánh niệm đó thì họ sẽ tạo nhiều những cái nghiệp thiện nhưng mà họ vẫn không thể tránh được kẻ thù chỉ có những ai ngày đêm thực hành tâm từ thì họ mới có cơ hội tránh được những kẻ thù do mình cũng không phải là cái người dễ thương cho nên người ta cũng không có ưa mình mà mình đã không phải là cái người dễ thương rồi thì làm ơn làm phước ráng thực hành tâm từ đi bớt soi mối lỗi của người khác một trong những cái vấn đề của chúng ta đó là chúng ta thích nhìn lỗi của người khác mà không chịu nhìn lỗi của mình khi mình nhìn lỗi của người khác nó dễ đưa đến cái chuyện mình bất mãn chính bởi vì mình bất mãn rồi mình nhìn lỗi người cho nên mình sẽ không có là một người dễ thương mình không có ở gần người khác được người khác cũng không có muốn ở gần mình bởi vì mình cứ nhìn người ta mình nhìn cái lỗi người ta không à cho nên làm dùm sư hai chuyện thứ nhất là tránh nhìn lỗi người người ta như thế nào thì hay kệ người ta người ta sống ác là chuyện của người ta người ta bất thiện là chuyện của người ta không có dính dáng gì tới mình đừng có nhìn lỗi người bởi vì khi nhìn lỗi người nó sẽ đưa đến cái chuyện khen mình chê người và nó đưa đến cái chuyện mình là cái người khó ưa đừng có nhìn lỗi người cái uhm. thứ hai ráng thực hành tâm từ nha. Còn cái chuyện đúng sai của người ta là chuyện của người ta. Sư đã hết sức sử dụng cái tâm từ và sự kiên nhẫn để sư trả lời quý vị trong cái vấn đề này rồi. Thì sư mong rằng làm ơn làm phước đừng đem vấn đề này ra hỏi nữa. Bởi vì mình cứ hỏi đi hỏi lại hoài một vấn đề thì nó có nghĩa là cái sự hiểu của mình á nó có vấn đề nha mà khi sự hiểu của mình nó có vấn đề mình không có tập trung mình nghe thì mình hỏi cả trăm câu cả ngàn câu cùng một vấn đề thì nó chỉ làm phiền nhau thôi